top 3 sự thật thú vị về loài hắc hổ, loài hổ siêu quý hiếm mà có thể bạn chưa biết. 1. Đặc điểm. Hắc hổ, một biến thể quý hiếm của hổ hoàng gia Bengal. Hắc hổ có sọc lớn hơn và sẫm màu hơn so với hổ Bengal bình thường do bệnh melanism, một tình trạng hiếm gặp gây ra sự dư thừa sắc tố đen ở động vật. Thế giới có hơn 200 con hổ trắng, nhưng chưa đến 10 con hổ đen. Đây là một trong những loài động vật quý hiếm nhất trên trái đất. 2. Thể lực mạnh mẽ. Đối với động vật ăn thịt, kích thước và thể lực là tiêu chí quan trọng nhất để đo lường sức mạnh của chúng. Một con hắc hổ khi trưởng thành thường dài gần 3 mét và nặng tới 540 kg. Chúng được gọi là quái vật rừng rậm. Sức mạnh của hắc hổ rất đáng sợ, chúng có tứ chi phát triển tốt, cổ ngắn và dày, vai rộng và khỏe, một cơ thể cực kỳ mạnh mẽ. Tính cách của chúng thường hung hãn hơn và cực kỳ khát máu, ngay cả loài gấu cũng không dám khiêu khích chúng. 3. Giác quan cực nhạy bén. Không chỉ nhanh nhẹn, hung dữ và phản xạ cực tốt, loài hắc hổ có giác quan cực kỳ nhạy bén. Thị giác tinh anh, có tầm nhìn cực rộng, có thể quan sát chuyển động của con mồi trong những khu rừng rậm rạp. Thính giác của chúng cũng rất nhạy, tai có thể liên tục quay theo nguồn âm thanh. Khứu giác rất phát triển, chúng có thể dễ dàng ngửi và phân loại được nhiều mùi. Ngoài ra, theo nghiên cứu của các nhà động vật học, răng nanh của hắc hổ có các đầu dây thần kinh cực kỳ phát triển, có thể dễ dàng tìm ra những bộ phận dễ bị tổn thương nhất của con mồi khi săn mồi, sau đó tung đòn chí mạng.